Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Ruka. Và Ruka thì mình sẽ trang bị cho Ruka đi rừng nha. Thì mình chỉ thích đi rừng thôi. Thật sự là đó thì mình không thích đường tấn công tí nào hết trơn ấy. Thì hôm nay mình sẽ gặp bên kia bạn Butterfly Lê Thị Cẩm TH. Mình lúc đầu mình cứ tưởng là Lê Thị Cẩm Tỏi cơ, nhưng mà không phải, TH T đấy, nhưng mà thằng thật chứ H cơ, nên thế chắc không phải tỏi đâu. Ok, mình sẽ qua bên này và mình sẽ qua rừng đối phương. Và mình sẽ lụm lừa con bùa đỏ này luôn. Này, lụm lừa luôn, ngại ngùng cái gì mà không ăn như nhở. Rồi, Butterfly đâu? Tiếp theo mình nghĩ thì bạn đấy phải đi ăn cái con bùa đỏ trước chứ nhở. À, bùa xanh, thì ra là ăn con rồng trước. Rồi kệ, bạn ăn con đấy thì mình ăn con bùa đỏ chơi. Đấy, con lành ngành nào ngay, mới vào lụm lúa là con bùa đỏ rồi. Vâng, chiến công đầu cho Murat em mình luôn. Murat em mình, bạn ấy không đi rừng đâu. Tại vì bị mình xin rừng rồi, đâm ra bạn ấy là đi đường kinh công à. Máu lắm, ghê lắm cơ. Rồi, bùa đỏ ăn rồi thì mình sẽ qua lụm lúa con bùa xanh của nhà mình. Đấy. Oh, lúc đầu thì Ruka đi rừng khá là chậm chạp trong cái vấn đề ăn lính. Nhưng mà khi mà lên được khoảng cấp 10 thì nó đó là ok man rồi đấy. Cấp 10 à, khi mình chỉ cần hai món trang bị thôi là nó đó là tuyệt vời ông mặt trời. Ăn rừng rất là nhanh luôn. Đó, ngon lành tình đào ngay. Úi trời ơi, chơm ngay. Có gì đâu mà căng nhỉ. Lướt qua bên này làm chịt cái con này luôn. Đấy, ghê chưa, mọi người thấy mình ghê chưa. Cái con này thì cái chỗ ngủ của nó không lướt qua được cái bức tường này đâu nha. Mình ăn rừng đối phương, còn Triệu Vân xem mình lại ăn nhà rừng nhà mình à. Các bạn này kỳ quá thôi. Bây giờ mình sẽ qua được khu vực đường giữa. Ui dồi ôi, mà gắt ga ơi. Anh ơi, làm gì đấy. Cấp 4 này. Ui dồi ôi, sao mà đau này trời. Ôi, con rồng nó còn cắn thêm phát nữa. Đừng có cào nhau nha. Rồi, Butterfly đang làm thịt Murat. Vâng, bạn Lê Thị Cẩm Tỏi. Cẩm TH, không biết TH là cái gì đây. Cho mình xin một cái này, sờ mông nhẹ cái thôi, rồi mình đi thôi. Đấy, mà gần ngang gọi là ăn cái chi mà. Sao mà cái mông cứng thế. Đau ghê, động chạm xíu thôi. Đau hết cả tay thế này. Ok, bây giờ mình đã lụm lúa được xong cái con bùa đỏ rồi, bây giờ thì mình sẽ tiêu diệt con bùa xanh. Lúc đầu ăn rừng chậm quá, sự ra nói thì bà Ngọc thì cùi. Bà Ngọc có năm mấy rồi, ăn rừng khá là chậm chạp trong cái vấn đề và tiêu diệt quái rừng. Ghét ghê, phải chờ chút xíu đó, mình phải lấy được 2-3 món để ăn rừng mới nhanh. Giờ chậm chạp quá. Đấy, ngon lành thì đào ngay. Này thì chơi này, nào làm sao. Ôi, Samen, bạn Murat bạn bỏ mặc mình kìa. Ui giời ơi. Rồi xong, Murat có phải là nằm xuống không? Không nằm xuống. Ôi, bạn ấy lao vào luôn rồi. Rồi Murat nằm xuống và tiếp theo sẽ là Triệu Vân. Vâng, Triệu Vân cũng nằm xuống luôn. Quá là ghê gớm, Violet đang chạy lên. Bạn ấy ý định muốn giết Butterfly bên kia, nhưng mà cái kết không thành công. Butterfly bên kia 5-0. Quê liều ơi, xanh vãi cửa trường ra. 3-7 luôn, em mình quá yếu đuối rồi. Vãi Violet. Thảo, từ từ thôi em. Úi giời ơi, Thảo. Em với Thảo ơi. Trời ơi, đây trời, Thảo từ từ thôi em. Vâng, nghiền. Ơ, sao hôm nay trận đấu ngày hôm nay nhiều người là em gái thế nhở. Này thì Thảo này. Rồi bên kia cũng Lê Thị Cầm Thảo này. Quá trời Thảo luôn. Bên mình có ai tên là Thảo Cầm Viên không? Yes. Từ từ bình tĩnh thôi. Bây giờ hiện tại em mình đang bị thất thế. Vâng, 3-8 luôn. Em mình nó yếu đuối như con cá chuối rồi. Tranh AD xong cứ chui vào trụ cho nó xóa hả? Vãi thì xóa hả? Mình không biết bạn ấy ghi cái đó là gì nữa. Bây giờ mình sẽ lụm lúa cái con quái luôn nha.
hỗ trợ anh Na Thảo. Ôi giời ơi Thảo ơi, em ơi em đâu rồi? Phải Thảo không hay là nói đây? Ôi một cú chém gọi là lên trời của anh gọi là A Thu. Bây giờ mình sẽ ăn lại con nó quái trước. Từ từ đã. Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi. Đâu rồi, có chuối không, anh em đâu rồi? Ủa mũ tơ vai, bạn đang đứng à? Em phải đứng như một vị thần luôn. Ê, anh cũng đứng như một vị thần này, anh em mình là hai đời thần này. Anh thần này, nào làm sao A Thu đã bị hạ gục bởi bàn tay nhẹ nhàng của anh gọi là Zuka. Vâng, mũ tơ vai đã giết ngay và luôn, đó chính là vị tướng Triệu Vân tên mình. Đâu rồi, kiếm ai đó mình làm tí cái nào. Lướt qua lúc lúa con sói cái nào. Yes, cố lên. Này thì trống này. Một gậy nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi. Từ đã, đầu tiên thì mình đi pha cái đã. Bây giờ mình cứ tham gia tranh thì mình sẽ rất là thiệt thân đấy. Tại vì bây giờ nếu mà mình cứ túm lại á, đồ không có, tiền không có, sao bằng được người ta đúng không? Này thì chơi này. Úi giời ơi. Nào làm sao? Bên này có con bùa xanh này, không biết bạn có ăn không? Đúng không? Bạn ấy không thèm ăn luôn, bạn ấy chê luôn ấy. Bạn ấy kêu bùa xanh là em không có cần. Đấy, em chỉ cần mỗi cái con bùa đỏ thôi. Chắc bạn ấy nhường bạn ấy bùa đỏ đi ha. Mình ăn bùa xanh thôi. Ăn bùa xanh thì nó giảm thời gian hồi chiêu ấy. Chứ không có phải là không có tác dụng gì vì với những vị tướng mà không xài mana đâu nha. Giảm thời gian hồi chiêu đấy, mấy bạn đừng coi thường. 20% thời gian hồi chiêu mà đâu có phải ít đâu. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Mở ăn ngã nằm xuống. Summon thành công. Úi dồi ôi, summon thành công. Mà cuối cùng bạn gọi là Violet, bạn cãi hết trơn luôn. Hai mạng luôn, double kill luôn. Thì gì vậy? Thảo ơi, em làm gì thế? Vâng, bên kia đang gọi là thì hài hục qua bát ở đằng giữa. Mình mặc kệ đồng đội mình. Vâng, Murat hạ gục mũi tơ fly bên kia. Quá dữ. Vâng, mình đã thấy vị tướng Van Heo rồi nha. Van Heo ơi, đâu rồi? Van Heo em đâu rồi? À, Triệu Vân này, một cái lên trời này, đúng rồi. Cái vị tướng Zuka này có một cái chiêu hai, đó là sầm mông một cái là tê cả người luôn, rất là hay. Đấy, không tin tí nữa mọi người, thì cho mọi người xem cái chiêu thức của con này nha. Hay quá, team mình đã gỡ lại được cân bằng tỷ số rồi, 9 trên 10, yes, quá dữ. Trời ơi, lướt qua lướt lại, làm cái nhẹ thôi. Ôi, viên heo sinh bên kia bạn ấy gọi là không kịp thở luôn. Bạn ấy kêu, ôi, mặt trời màu gì? Tại sao gặp Zuka một cái nó lại đen xì thế này? Quá dữ, không thể tin được. Đó, mọi người thấy ghê chưa? Đúng rồi, Butterfly giết được vị tướng Violet, hồi giảm thời gian hồi chiêu. Làm cái gì đây? Tính giết Triệu Vân à? Vâng, một cái sâm mông thành công. Sà mông lần đầu tiên của mình đã thành công. Sà mông lần thứ hai thành công. Ôi, Triệu Vân bạn ấy quánh rồi. Sà mông lần thứ ba nào? Đúng rồi, lần thứ ba là một em phải hy sinh. Vâng, đó chính là vị tướng Triệu Vân. Làm sao? Ôi, mình mới có làm nhẹ sà mông gọi là mới gai gai một tí thôi. Ôi, chủ nó bắn, mình đập chết cái chủ cùng Van Heo bắn chết đen thế. Tự dưng mình Van Heo ở đấy. Murat bạn còn chạy lên xong còn bắn biến về cơ. Mình đổ nó rồi tỉnh. Ui rồi đang gì kêu. Ui Murat hay thế. Sử dụng chiêu 2 rồi né chiêu này nọ các kiểu luôn. Vừa mới nói xong cái biến chiêu 1 về cái. Ui nó bắn cái loài veo ra. Sống làm sao được. À quên. Triệu Vân Adol Hindu bạn ấy đang đánh nhau với cả con Booster Van Helsing. Mình cứ tưởng bạn đứng chỗ đấy và bạn vào chiêu cuối như thế thì nó quá ảo rồi. Đó, bây giờ ăn dần nhanh rồi nè. Đấy, Thảo ở sau bắn lén hả? Thảo ơi, mình sẽ không bắn lén mà mình sẽ đi đánh lén thôi. Đấy. Ôi ôi, kiếm cái mega kill ấy mà. Trời ơi, sao mà Butterfly chết sớm thế? Từ từ, một em nằm xuống đi. Một em nằm xuống. Triệu Vân lên bảng điểm số. Vâng, lên bảng điểm số luôn rồi. Hay quá, quá dữ. Thay bên kia đã bị quét sạch bởi bàn tay nhẹ nhàng tình cảm của tất cả đội ngũ bên mình. Đấy, mình chơi mình phải gọi là nhẹ nhàng thôi. Không nên hổ báo cáo trơn. Bùi đỏ đã bị hạ gục rồi nha. Ghê gớm nha. Bây giờ thì mình sẽ đi ra, mình sẽ lúc lúa một đám lính này với một số tiền tài sản kích xù
thì mình sẽ cho nó vào két sắt đấy, với số lượng vàng nó nhiều như thế này mình sẽ cho vào két sắt. Sau này mình sẽ đi làm từ thiện hết. Có lý làm như vậy không chứ chả? Úi giời ơi, ăn luôn, đúng rồi, đồng đội tốt, hay lắm, mình thích như vậy lắm á. Rồi mình lên được có thương xuyên phá rồi, cuối cùng thì mình sẽ lên cho nó cái áo choàng băng giá nha. Từ từ, hãy xem ra đây một quả mông thành công và hất tung một cái sờ mông lông mông sần. Vâng, hai người đã bị hạ gục. Tiếp theo sẽ là Morgana, mục tiêu của mình. Morgana nằm xuống ba mạng triple kill và đây sẽ là quả đa kill của mình. Quả đa kill, quả đa kill quá là ghê gớm luôn. Ấy, trời, phát đấy có thể là penta kill luôn anh, một mình cân bốn người, quả đa kill kinh dị vãi cả trường nha. Đấy, mọi người thấy được cái sự lợi hại của tướng Yuka mà đi rừng mà farm được chưa? Đây, trời ơi, 12 mạng, chết 2, hỗ trợ 6. Tớ không thể tin được tem mình nó lại ghê gớm đến vậy luôn ý. Mặc dù tem mình hồi đầu chết 3 mà chết giết 3, giết 9 nữa chứ, nhưng mà sau này khi mà mình đã sanh lên một cái thôi, mình gặp ai mình giết đấy. Một mình cân 4 lấy qua đa kill. Awesome man, mọi người có thể thấy các pha đấy. Có một mình thôi đó, một mình đánh 4 người luôn. Nó thẳng luôn, một mình đánh 4 luôn, lấy qua đa kill luôn, quá là hại. Tên bên kia thì bị tướng Butterfly bị chết mẻo của tỏi bên trên. Nếu không pha đấy mà bạn còn tí máu quay lại, có khi lại penta cũng nên. Mình đang nhây nhây các bạn đó mà sao bạn lại khổ khá nhỉ? Bạn cứ nhây nhây mình là mình rồi đen. Đây, giết bạn luôn. Vâng, huyền thoại dành cho Zuka và hai mạng đã phải cho bạn đi. Vâng, 5 mạng, 5 thành viên tem bạn đã bị hạ gục. Rất là đáng tiếc. Bây giờ thì mình sẽ quyết định không lấy trụ nữa. Tại vì bây giờ mình xanh rồi, mình sẽ đi gọi là kiếm chuối đi. Đi farm đi, để tí nữa thay bên bạn ra mình làm cái bên IQ chê. Thực là sung sướng. Gì vậy? Nó xin đầu hàng. Thôi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Buồn quá, chưa được mega kill mới có qua đã kill và hạn nó đầu hàng. Nản quá thì thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.